Dạ. Chào đây. Chào đây. Chơi với ngủ TV rồi. Chơi ngủ à. Cho nó vô tủ đi. Cho nó vô trong hộp đi. Gì vậy? Nó mệt quá vậy. Say thuốc rồi. Nhưng mà cho nó ngủ đi. Hồi nãy nó... Ta cho nó ăn quá chất Trung Quốc để cho nó tươi á. Nãy nó chơi giờ đang giả rồi cho nên nó bị cái đường gì á, liếm gì á, liếm nó liếm cái gì chui vào đây là mùi quá thiệt á, phủi cái lông nó nha tí. Liếm chúng cái gì kìa. Tập cho nó quen á. Con này nhìn yếu quá vậy. Người này nha, không yếu đâu, chích người rồi đó. Cái gì vậy? Nó nhỏ quá vậy, nó bệnh không ta? Nó liếm bệnh bạ rồi nó ấy á. Sặc á. Hồi nãy pha sữa mà sữa riêng cho nó, cậu em mua đó. Liếm rồi. Đúng không? Uống quá chừng nó nhỏ á. Nhỏ nó uống chứ con lớn nó đòi ăn. Con lớn này phải ăn rồi. Lớn rồi ăn. Nó nó chui rồi. Hửi nè, hửi cho quen rồi. Cho cái này dễ luôn. Thầy con cho cái luôn hả? Ừ, cho cái hết. Ờ, vì cái luôn. Khó mùi, khó chịu. Ôi, mọi mua cho chị vậy. Ờ, em cả, em lăn nè. Chị Dương không? Không còn nhiều chứ nó khỏe. Lại nhai nữa rồi. Con lên cái đầu sau á. Dương mua nè. Cũng lại nhai đồ nữa nè. Đó, đó, đó. Nhai quần con nè. Giống đó nha, bữa thì canh dữ lắm á. Bởi vì người dài dép đó, dài dép là tại vì nó đang...